Đang xin chào quý anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 13 tháng 7 của anh chị ạ. Hôm nay đi chợ thứ 7. Hôm nay chợ tiệc nè. Tâm lớn không? Lớn không? Hai con đâu? Đi mua thêm đi. Là 2 ký rồi. Hả? 2 ký. Ai nói 2 ký rồi nào? Cái đó là mấy con nè. Hả? Mấy con đi mua thêm đi, 22 23 con vậy mua thêm thôi. Xài tới hai mấy cái 30 ký lận ông ơi. Ông nói 20 ký lận mà nói gì vậy? Nay nhiêu vậy anh? Nay nhiêu ạ? Hai mấy là tính giá là nói hai mấy con cái thấy nhiêu? Hả? Nhiêu. Có lấy cái này không? 25 23 con tới 20 ký là người còn nữa. Thiếu lát lấy nữa, giờ dư ký đó tôi lấy. Giá nhiêu ạ? Chưa biết tôi tính ra ở bãi đó mà giá rẻ đâu tính tắt đâu sợ. Tấm bự này có không? Có nè. Có 6 đó. Hai con 6 con 5 là đủ rồi. 17 ký. Hai nhiêu? Cũng vậy à, 160 hả? Hả? Đủ với anh rồi đâu có bán đắt gì. Đủ mẹ nó là 153 ngàn đốt đó. Bắt con năm nữa ok rồi. Chứ không phải đưa bậy bọ cho anh đâu. Tính vậy đây Nguyên thì chứ ổng không dặn làm gì chứ không biết sao. Về cho ổng tự xử đi. Rồi. Vậy cho chính xác đi. 16 cái chính. Bán cho về cho mẹ đi. Rồi 7-8 ngàn, 7-8 ngàn đó con. 152 vô. Bên vậy đó Nguyên. Đẹp ha. Dạ, đẹp, đó, tới cơ. Lúc gầy tháng mưa này có lương ruộng nhiều không cô chú anh chị? Lương lớn nè, 220 á. Lương ruộng nè. Lương nuôi giờ nó cũng 120 rồi. Lương này giờ đa số ở Campuchia về. Lương Việt Nam giờ ít có lương lớn lắm. Lương Cà Mau giờ ít có. Lâu lâu thỉnh thoảng lương Cà Mau lên. Hôm nay chợ không có đầu nhỏ lấy đỡ đầu giòn chứ biết sao gì luôn, không ai có luôn. Đi nãy giờ luôn kiếm không có luôn á. Đầu nhỏ đó thì tệ quá, xài không được. Thì em mới nói đầu đó là âm xài không được. Đẹp thì nói đẹp trong cái xuống rồi nó phản ấy. Đầu nhỏ không có rồi. 4 ký. Này bán đầu lớn như dữ lắm luôn phải không? Nhiều phải không? Mười mấy sọt hả? Nãy đầu lớn thấy đẹp quá. 190 ngàn. Hỏi giá tôm rồi khán giả nào biết rồi chứ. 10 con này như anh xem. 10 con hả? 10 con hay trâu à? Nhiều. Dữ vậy. 25 con này nhiều rồi. Ối lộn 12 con lộn. 2,5 hả? Sao 10 con mắc như vậy? 300 mấy hả? 10 con sen là 300 mấy hả? Mấy cái sào này rẻ không? Sào này nhiêu? Sào 12 này nhiêu? 100 mấy. 78 tầm cây sào nè, là cây sào là càng bự vậy nè cô chú anh chị. Càng sen lại càng nhỏ xíu rồi nó mới hao cái càng ha. Càng sen thì thịt nó chắc hơn. Nếu mà ăn càng sào càng u á là ăn con bự luôn. Ăn con mà tầm 3-4 con ký á mới ngon. Càng cỡ đó đó. Chứ còn càng
càng có 12 con ký về mà nó không ít ngon bằng cái con càng sen đâu. Sen là nó càng nhỏ. 170 hả? Tôm này 170 hả? Ngày càng u mắt không anh? Sen nè, sen càng nó nhỏ vậy nè, càng con này nó bự đó. Dạ. Tôm càng gà nó chưa có rẻ, chưa có vô mùa. Hôm nay cái bóng đục vô quá trời ngon luôn, ai vậy nào, có lưỡi trâu lớn hay Giang vô không luôn. Bóng đục ngon quá trời luôn, mai dặn luôn. Bự bự không? Đục lớn này là nhiêu? Đục biển mà. Chủ nhật này ăn cua ghẹ không có, ghẹ mắt muốn chết luôn, ăn ghẹ. Cua 3-4 thì thay dây ra nè, 290 nè. Cho dây vậy nè, 200 hả? Còn 4 lạng mấy hả? Bự dưới đó hả? Con mềm mà. Bắt cắt bị chửi nha. Ăn con này, con này cứ ngắt luôn. Ăn con này rẻ hơn rẻ nữa. Cua lớn này nè, rẻ nhỏ nhỏ không à, 500 ngàn. Rẻ nhỏ nhỏ không, 480, 500 ngàn gì. Ồ, mấy con này cứ ngắt luôn nè hơn. Thay đi. Còn hết, còn cá. Tôi đi còn là hết. Cá muối nè. Hết rồi vậy. Cá muối Phú Quốc nè, mai vô nữa không? Thầy thường thường nó vô vô mấy ngày luôn mà. Chưa biết. Không biết hả? Qua kiếm cá này quá trời luôn, có nó này ngon. Không có con cá chim bự nữa. Chim nhỏ không à. Đi vô trong đi chị. Lan này tính giá nhiều ạ? Này à, giờ 170 rồi, 180 rồi, 170 rồi. Yeah. Bấm rồi chưa? Rồi xong rồi. Rồi nay hạ rồi phải không? Mới dài bữa nay. Tu ba ông kia 190. Trả tiền, trả tiền, tính tiền. Nay ốc len hạ giá rồi. Tổng 190 lần. Bữa nay còn có 170 coi kiếm gì à. Cá lóc bông này lên giá lắm luôn nè, chứ anh chị. Này này cái lớn này chín mấy hả chồng? À, cá 90. 90 hả? Cá là 90, làm là chưa tính á. Là 93 ngàn á hả? Ờ, 92. Này lên 93 ngàn rồi, hổng 85 ngàn à. Cá phi lê này nhiêu rồi? Cá phi lê nạc lớn là 170 ngàn. Nhỏ nhiêu? Nhỏ giờ 160, 165 ngàn. Nè, bóng chân chữ này. 165 ngàn, nạc nhỏ lên nè, nó lên nhiều rồi đó. Cá lóc đen phi lê thì giá nhiêu? Cá lóc đen phi lê 120. Cá giờ nó hàng nó cũng lên chợ mình đó. Trong ai bằng người kia mà ai bằng này. Hôm nay lò bán cá bằng lò, cá chẽm không ngồi xuống ngoài hả? Ông ta mua quá trời luôn, đâu có người ta lộn được. Bỏ không ra gì vậy. Này tươi quá trời tươi luôn hả? Này 150 hả chị? 150. Qua tử cá chẽm coi cho anh chị ơi. Quá trời ngon luôn. Ừ. Không lộn ra thì bán rẻ xíu hả? Lộn ra 140. Nhà nhà lộn hơi cực xíu. Nhà nhà lộn cực, không biết lộn lâu lắm. Ừ. Hả?
ra tới rồi kìa. Hả? Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Tân Nha. Hôm nay là Tân tiếp tục đi chợ ngày 14 tháng 7 của chú anh chị ơi. Hôm nay quá dữ bự luôn. Nhiêu vậy anh? 170 hôm nay bự vậy đó hả? Làm cho 312 đi anh cảnh. Hôm nay quá dữ bự luôn nè. Trời ơi. Quá ngon luôn. Hết cũng gà ghẻ rồi. Mày chợ chủ nhật. Có cái gì tôm hôm nay bu dữ kìa. Cái tầm này hôm nay nhiêu hành? Bao nhiêu? 200 mấy? 220 hả? Tầm 3 kg mới mắc chứ anh chị. 13 kg lên mới mắc. Mấy ký? 6 ký 8, tầm gai 3 con có 1 tầng mấy? 6 ký 8 hả? Để gì nữa? Để coi. Còn gì không biết nữa. Đúng chứ mày. Trước nay bự mà xuống 5 ngàn hả? Ừ, quá nữa. Nay 115 ngàn, hổm gà 120 của chúng chị. 2 ký để sống lên đây. Có con còn hơn nửa ký lô luôn kìa. Chợ bữa nay vắng hơn hôm qua thì mình chợ đông á. Hôm qua chợ đông rồi bữa nay thấy vắng hơn. Hả? Hôm qua đông dữ. Hôm qua chợ tiệc á. Đám. Hôm qua đám nhiều của chính chị. Ba xẻ con cá đuối quá trời bự rồi. Cá đuối da beo à? Cá này rẻ hơn cá dú già không anh? Vậy hả? Phải, còn 5 mấy ký hả? Hết biết con cá luôn rồi chúng chị ơi. Trăm bảy á, cũng vậy là trả giá 170. Cá này nó cũng có cái trên lưng nó có cái hạt sạn, mình ăn về mình lọc cái đó bỏ. Kim trắng gì? Kiếm con cá thu đi anh. Thu ra mất không? Nay không có người lớn, những người 2 ký mấy không à. Cái lạc ngon quá trời ngon. Lạc vàng ghê luôn. Biết luôn. 100 mấy anh hả? 100 ngàn. Quay đi cái lạc đi. Dễ đó. Ai mua á? Quá trời vàng luôn. Này có một cái chẻm bự mua, người ta mua tiêu à. Chém 17 kg, 16 kg mấy. Đây cái lồng kiếm bự bự không vậy? Cá này trên Đồng Nai nhiều lắm luôn nè. Trong mấy cái hộ cá tạp cơ. Cái bán xô cho bên chợ trời hết mua hết rồi. Thường sáng muốn mua thì xuống dưới đường dưới mua hết rồi. Đây bán chắc 25 ngàn ký. Cái này nếu mà mua hết luôn nhiêu đó. Mua nhiều bán cái bán rẻ khiến người ta bán lại. Mấy nay không có con cá hô nào không có anh chị nha. Đặt cá hô là bó tay luôn rồi. Gì kỳ vậy ông khóc mở hả? Cái này ông khóc tới vô mở 200 mấy rồi. Dịch lên 230 rồi. Có bự không? Không. Không có luôn hả? Có mà nó lấy hết mẹ nó. Ờ, bữa quá trời ba thiên bữa không có là sao? Thì bữa nay hàng ít rồi mấy người dân hoàng hết. Mỗi ngày nó lấy đó. Được chuyện lên nó chơi rồi. Bữa nay dịch lên 230. Bữa nhỏ thì 240. Đi vòng vòng nãy giờ nó thấy ít cũng không có. Hôm qua nó xuống bén. Tôi xuống 6 số là tắt luôn. 2 tờ. Tỷ mẹ bị đậu số. Chào. Chào ông mở bữa quá trời. Bữa nay kiếm con gà nó trời.
ốc mỡ bữa quá trời luôn, bữa nay kiếm có nửa xíu à. Ừ, tôi ra kéo tờ dương thì nhóc ở chơi ốc mỡ không có tờ dương này, bữa nay không có bác chưa ốc mỡ mắt này mắt. Nay cái mùa sò lụa không ra luôn. Hai còi nữa nay mắc không Khánh? Mấy trăm? Hả? Rồi, 300 mấy luôn. Không kiếm lụa xanh như không có luôn. Lụa bóng có lụa bóng rồi, lụa bóng rồi. Rồi bữa nay kiếm con ốc mỡ không ra luôn, nay không có ốc nhảy luôn. Đây cũng có đồ luôn, ốc lát rồi mày bạ thôi cũng có luôn, ốc mỡ bữa nay bỏ tay luôn rồi đó, nay cho nghỉ ăn ốc mỡ hết luôn. Ốc lát hương gà nhiều, có nhiều của chúng gì lát hương này gà rẻ 70 là bự bự không. Chợ bữa nay cũng đồ vậy ta, vô ngoài quyển gió lắm sao ta, gió hả? Sò lông hôm nay tới 120.000 thôi chứ chị ơi. Bữa nay lên giá, nay trời gió. Gió nay ốc mùa số ốc không có luôn. Sò mai nay chợ không có luôn. Không ở bỏ tay mua được mấy ký. Sò lông tháng này mập lắm luôn mập. Nói chung giá sò lông năm nay vậy là nó rẻ, năm rồi là nó khoảng 180-200 có kia 220-230 của chứ chị. Có lúc 250 con sò lông nhung á, năm nay giá này là rẻ nhiều rồi đó. Năm rồi sò lông mắc dữ lắm luôn, năm nay là như là sò lông nhiều. Nay rẻ hơn ký nhiều, 380 đấy. Con này nó vô giá, nó nhảy lâm giá hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Có lúc khỏm nó rẻ có 250 à. Cái này là không có đủ ký nha, này có 8 lạng thôi. 7-8 lạng bọc à. Cái này nó bán bọc á. Ừ, cô chú anh chị mua ký thì nó vô trong lựa. Bạch tuộc sống. Rồi hôm nay Tân quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị ơi. Mấy lúc dài thì chỉ có mấy cái mặt hàng tôm thẻ này nó rẻ thôi à. Thẻ này lúc dài rẻ nó nhiều quá, rẻ bự bự luôn à. Ngày mai thứ hai đầu tuần thì dễ mua đồ của chú anh chị. Tân đi mua đồ ngán nhất mấy ngày thứ bảy chủ nhật này. Đi đồ chen lắng rồi đi mệt lắm, mệt mỏi lắm. Khi mua đồ không có đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Đi giáp chợ chân quần kiếm đồ. Kiếm rất là khó luôn á, nhưng mà không có nó hút đồ rồi kiếm khó lắm. Mấy ngày thứ bảy chủ nhật này những mặt hàng nào nó hút mà mình phải dặn trước, không đi kiếm cực lắm cô chú anh chị. Tối đi ra không có cái đồ nó mắc hơn đồ hôm nữa. Chợ búa ở đây nó vậy đó, như nào mà nó không có cái nó giật đồ lên mấy chục ngàn ký à.